trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ xâm lược đất nước ta đã có một số người lầm lạc, đứng về phía kẻ thù chĩa súng vào đồng bào ta và gây nên nhiều tội ác. Đến khi những kẻ xâm lược bại trận, thì những kẻ làm tay sai cho chúng lại chọn cho mình con đường rời bỏ quê hương khi mang theo ảo mộng, đến những thiên đường để được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, mà bộ máy tuyên truyền của quan thầy họ từng rêu rao đã ăn sâu trong máu họ từ nhiều năm qua. Và khi ở trong các thiên đường ấy đã trở thành mảnh đất tự nhiên, màu mỡ cho họ thể hiện những sự thâm thù, ích kỷ, mưu lợi cá nhân, không chịu thất bại, vẫn luyến tiếc cuộc sống dựa dẫm hưởng lợi từ ngoại bang, vẫn cay cú, vẫn cố tìm mọi cách thực hiện giấc mơ được ngoại bang hà hơi, tiếp sức để trở về phục quốc. Để thực hiện mưu đồ đen tối đó, họ tiến hành rất nhiều thủ đoạn cho dù xấu xa đến mức nào, như sử dụng lá phiếu cử tri tạo sức ép, với một số dân biểu nơi họ cư trú lên tiếng gây áp lực, với chính quyền các nước vu cáo, đồng thời thành lập, tham gia các tổ chức tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, lợi dụng mạng Internet để lập ra nhiều trang mạng, diễn đàn lấy danh nghĩa yêu nước để bóp méo sự thật, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thậm chí họ còn ủng hộ, tiếp tay cho tư tưởng chia cắt đất nước ta thành nhiều phần, với những mô hình họ đưa ra thành lập nhà nước Mông ở Tây Bắc, nhà nước Dê Ga độc lập ở Tây Nguyên. Cũng để hiện thực hóa các mưu đồ trên, các tổ chức chống phá Việt Nam còn thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ cho các đối tượng chống đối trong nước tiến hành các hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại. Hàng năm, các tổ chức trên đã vận động, quyên góp ở ngoài nước và gửi về nước hàng chục triệu USD cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm từ xa, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và nhiều thứ khác cho các đối tượng phản động trong nước tiến hành kích động, biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Chắc chắn, đây mới chỉ là những đoạn đầu của con đường không tương lai của những kẻ phản bội đất nước, dân tộc để cầu vinh. Chỉ khi ra nước ngoài, bản chất thật sự của những kẻ phản bội núp danh dưới các cụm từ mà các lực lượng phản động bên ngoài phong cho là nhà dân chủ, người yêu nước, nhà đấu tranh nhân quyền mới bộc lộ để rồi chìm dần vào sự quên lãng khi không còn giá trị sử dụng đối với các tổ chức chống phá ở nước ngoài. Ngạn ngữ Mỹ có câu, từ nụ cười đến tình yêu bao giờ cũng có một khoảng cách, do vậy như ông cha ta từng dạy, không ai cho không thứ gì. Đây cũng là bài học cho những kẻ chọn con đường phản bội đất nước, dân tộc khi có những tấm gương ảo mộng tiêu tan, nơi đất khách quê người. Khi tháng tư đến, các lực lượng phản động ở bên ngoài thường phát động các chiến dịch để kích động những người nhẹ dạ, cả tin hiểu sai tính chính nghĩa của chúng ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, với những luận điệu tháng tư đen, cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nhằm xuyên tạc lịch sử. Nhưng sự thật lịch sử sẽ không có gì có thể phủ nhận được.